Hi, chào chào mừng em quay trở lại kênh Cây Thêm. Thì ở trong video trước mình có giới thiệu cho em bộ cờ tỷ phú này này. Cái cờ này chơi rất là vui luôn. Một cái trò chơi gọi là gia đình kinh điển, một cái trò chơi tuổi thơ mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em đã từng chơi qua trò này. Đó, đây. Cờ tỷ phú này chơi cực kỳ vui luôn. Thì anh em có thể xem lại ở cái video trước nhá. Thì review bộ cờ tỷ phú này, vâng, thấy hay thì đặt về mua. Vì cái bộ này nó xịn sò hơn cái bộ hồi xưa mình chơi. Cái bộ này nó làm bằng cái chất liệu bìa cứng và giấy ngon hơn, dày hơn, tốt hơn. Đấy, không như hồi xưa làm chất liệu giấy mỏng, chơi tí là lại rách. Rồi, thì trong cái này mình tiếp tục giới thiệu một cái loại cờ tiếp theo nhá. Đó là cái bộ chơi cờ cắt follow. Thì thực ra là mình chưa biết chơi cái trò này, mình chưa từng chơi bao giờ. Nói chung là bây giờ nhiều trò vãi. Thì đây, anh em có thể tham khảo. Đấy, đây có cả mã giảm giá để anh em mua nữa này. Đấy, giảm tối đa 100.000 luôn, giảm 10%. Và mua kèm để được tặng quà gì đấy của cái shop Lego Việt Nam này. Cách chơi như nào thì anh em có thể vào đây xem qua. Thì cái trò này nói chung là cái trò chơi rèn luyện tư duy tài chính này. Nói chung là của một người sáng tạo, là một người nước ngoài. Đấy, còn cái cờ kia là Việt Nam. 6 lợi ích đem lại để khi anh em chơi cái trò các follow này, quản lý tiền này, cơ hội đầu tư này, nói chung là liên quan đến tài chính nhá. Anh em về sau mà thích làm về, nói chung là về tiền ấy, thì mua bộ này về chơi tư duy rất là vui và rèn luyện tư duy cho con trẻ luôn. Đấy. Nói chung là không biết chơi thì để xem nó như nào. Anh em theo dõi video nhá. Thì con chuột anh em ạ. How to get a respect. Ok, ở đây gì? Luyện tư duy tài chính qua game card follow. Cách chiến thắng trong trò chơi tiền bạc. Đó, chung là liên quan đến tiền. Anh em mua sản phẩm này mình để link mua dưới video. Và mở lên cái hộp của nó nhé. Làm ngon luôn, làm giống cái bộ cờ tỷ phú. Chất liệu giấy rất là dày nhá. Mình thấy sơ qua thì thấy kiểu cách đóng gói, đóng hộp cũng khá giống. Đấy, ở đây có cả bút ghi nữa này. Ok, tất cả đây anh em ơi. Đó, bao gồm tiền này anh em này, chộp hai sấp tiền nhá, rồi làm giàu cũng có anh em ạ, tỷ phú luôn. Mỗi sấp này là anh em nhìn màu nhá, đấy, mỗi màu là một mệnh giá tiền này. Đây là ví dụ 1.000 đô, toàn đô, 500 đô, 200 đô, 100 đô, 20 đô, đấy, rất là nhiều mệnh giá tiền. Đây là 10 đô, đấy, còn đây mới gọi là tiền khủng này, 500.000 đô, 500.000 đô ấy, hơn một tỏi đấy. Đấy, 2.000 đô. Đấy, 10.000 đô, các thứ, 50.000 đô, 200.000 đô, 500.000 đô cao nhất. Rồi, hết cục tiền này thôi. Mình giàu à. Khỏi chơi lại anh em ạ. Hơi đùa tí, đó là hai cục tiền nhá. Có hai cục tiền này anh em sẽ giàu rất là nhanh. Đấy, và chúng ta sẽ có những cái thẻ. Những cái thẻ đây, ví dụ này. Cần mua căn hộ này, 3BR, 2BA gì đấy, cần mua nhà nghỉ gì đấy. Đấy, cần mua công ty, cần mua liên doanh, lãi suất giảm gì. Giá vàng tăng gì đó rất là nhiều nhá, và rất là chi tiết ở trong từng cái thẻ nhá. Là cái mẫu này, cái chất liệu nó đây, nó thiết kế giấy của nó cũng khá là dày, không mỏng lắm đâu nhá. Đấy, nói chung là ngon như kiểu các bizit ấy. Đó. Và đây mua một dàn âm thanh mới trả 500 đô đi xem hòa nhạc. Đấy, đây sửa chữa xe hơi đây, nói chung là những cái này là mất tiền bố rồi. Đậu xe sai bị phạt, chiếc thuyền mới, họp mặt gia đình các kiểu, đi ăn trưa. Đi chơi điện tử trả 100 đô, mẹ chơi gì mà trả 100 đô, thà tôi mua bố nó cái máy chơi game để chơi cho nó nhanh, 2 triệu cái máy chơi game rồi. Đây, chơi điện tử 100 đô, ông vừa chơi mấy đêm luôn à, chơi cả ngày lẫn đêm luôn. Đây là những cái gì, cái này mình vừa giới thiệu đúng không? Đấy, đây là cái này là cần bán doanh nghiệp tự động, cần nhấn nhà nghỉ, cần bán chung cư gì đấy. Đó, rất là nhiều nhá. Thì đấy là những cái để chúng ta như là bốc và bốc để chơi ấy. Đấy, mình cũng chưa rõ, mình cũng chưa biết cách chơi. Ở đây là cái tiếng Việt nhá, cái bản hướng dẫn tiếng Việt. Tất nhiên rồi, không thể thiếu trong mỗi cái bộ trò chơi. Đấy, luyện tư duy tài chính qua game cắt follow, cách chiến thắng. Nhưng mà cái bộ hướng dẫn này mình thấy nó khá là dài anh em ạ, cầm hơi dày. Đấy, anh em nào mà nghiên cứu đọc hết chỗ này chơi pro luôn. Đấy, buôn bán giỏi luôn, làm giàu luôn, tỷ phú luôn. Đó, chuẩn bị này, ghi nhớ này, phần 1 vòng rết đây, là gì đây, làm sao để chiến thắng đây. Baby one more time, vòng fake check, the market, giấc mơ trả nợ ngân hàng là từ thiện, toán thuê ly dị, kiện cáo gì đấy,
Chúc mừng đã thành công. Đấy, cái tờ hướng dẫn này 14-15 trang. Ok, còn đây là cái công việc này anh em. Đấy, nghề nghiệp trình tự viên này. Luật sư, thư ký, giúp việc, tài xế, lái xe, bác sĩ, cảnh sát, kỹ sư gì đấy, giáo viên, y tá, phi công. Những cái tờ này khá là dày nhá. Đấy, và trong mỗi cái thì đều có rất là chi tiết thông tin đây. Đó. Rồi, và đây anh em biết bút điểm gì không? Bút tẩy này. Đấy, có bút chì luôn. Và đây là những con cờ chơi nhá. Con cờ thì có 500 hit ở dưới nhá. Đấy, anh em để đây. Đó. Thì đây, thêm cả cái này nữa. Đấy, để dùng cho bút chì. Đó là hộp còn có thêm những cái xin chúc mừng bạn đã tới vòng face check. Đó. Thì anh em nào mà muốn thêm những cái tờ này thì có thể chụp ảnh in ra hoặc là đi photo thêm mấy chục mấy trăm tờ nữa. Chơi. Đấy, chúng ta sẽ dùng bút chì để điền như thế này. Trong hộp thì được tặng đâu đấy khoảng gần chục tờ. Đấy. Xin chúc mừng nói chung là trải nghiệm. Phải nghiên cứu chơi anh em ạ. Và đây là cái hộp anh em. Cái bàn cờ. Đó. Cái bàn cờ này anh em có thể gấp gọn được nhá. Đây. Đấy, bàn cờ anh em này. Đấy, anh em có thể gấp gọn như này. Lúc đầu nó như này. Thấy chưa? Anh em thấy gọn không? Đó, bằng bìa rất là cứng luôn. Và hoàn thiện tốt. Đấy, quan trọng cái bàn cờ này. Bàn cờ mà cứng, dày dặn, chắc chắn thì chơi lâu nó sẽ không bị gọi là ấy, nó không bị rách ấy. Đấy, và mở ra thì nó sẽ như này. Đó, chào mừng em đến với trò chơi Cat Follow. Tư duy tài chính làm giàu không khó, trở thành tỷ phú trong vòng mấy phút. Rồi, thì ở cái bàn cờ này thì sẽ có những cái ô. Và những cái ô này thì có những cái thông tin rất là chi tiết. Ví dụ làm từ thiện, dùng 1 hoặc 2, 3 con xúc sắc gì đấy cho 3 lần liên tiếp. Hay là paycheck, hay là xưởng chế tạo phụ tùng, hay là dịch vụ hấp sấy khô, hay làm từ thiện thành lập quỹ, cửa hàng ăn nhanh gì đấy, tất cả đều được bằng tiếng Việt anh em. Đấy, không phải tiếng Anh là vui rồi. Đấy, có nghĩa là những sản phẩm này đã được dịch sang tiếng Việt. Đấy, để anh em lại biết chơi. Đó. Small deal và big deal. Đấy, làm giàu những cái deal to và những cái deal nhỏ. Đấy, mục tiêu của tôi. Cách chơi thì có lẽ là mình nghiên cứu sau. Mình chỉ chủ yếu là giới thiệu cho anh em xem cái bộ sản phẩm này chất lượng của nó có ok không. Thì mình vừa mở hộp và xem qua thì mình thấy khá là ngon. Đấy. Hoàn thiện tốt, dày dặn, không kiểu giấy mỏng. Được, và chơi cũng sẽ gọi là có vẻ là tư duy tài chính ấy. Có vẻ giàu được đấy. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, thì mình kết thúc video ở đây thôi. Bây giờ mình phải đi làm giàu. Đùa chứ rủ thêm bạn bè, anh em, chị em vào chơi xem thú vị. Chơi này chắc chắn là thú vị rồi. Rèn luyện khả năng tư duy nữa mà. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm cờ tư duy Cat Follow. Anh cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh và ủng hộ với mình nhé. Em mình review sản phẩm nào, comment link bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Nói chung là hai bộ cờ này anh em có thể mua và trải nghiệm này. Chơi hay này. Anh em nào muốn tư duy nhiều thì mua bộ cờ này. Anh em nào muốn tư duy kích thước cái cờ tỷ phú kia cũng tư duy nhiều ấy, không phải là ít đâu. Đấy, thì mua cờ tỷ phú chơi thì nó kiểu nó thiên về giải trí hơn ấy, còn cờ này thiên về tư duy đó.